Rồi, xin chào tất cả các bạn khán giả của Xuân Vũ Audio. Trên bàn đây của mình đang là hai sản phẩm rất mới và phải nói là nó rất hot, cũng như là cái độ hút máu của nó cũng cực kỳ cao. Đó chính là hai chiếc Sony Aiya M7 và Aiya M9. Thì đây là hai sản phẩm thuộc dòng cao cấp được Sony giới thiệu tại Hồng Kông vào thời gian vừa qua. Và rất là nhanh thôi thì hôm nay thì bọn mình cũng đã có cơ hội được trải nghiệm tất cả những sản phẩm này, và mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn hai sản phẩm đầu tiên, đó là chiếc Aiya M7 và Aiya M9. Thì ở phía dưới đây chính là con M7 mà mình đang cầm trên tay đây. Thì các bạn thấy là đối với cái chiếc M7 này, tất cả những cái phụ kiện đi kèm thì nó không khác gì với con M9. Ở đây chúng ta sẽ có một cái hộp này, các bạn có một cái hộp ở phía bên phải. Bên trong thì các bạn sẽ có một cái phần này để cuốn dây, và nó có hai cái lỗ đây các bạn thấy, là các bạn sẽ đặt hai cái tai nghe vào đây và sẽ cuốn dây vào cái dưới này. Đây là chúng ta sẽ có một cái kẹp áo của Sony, và ở đây chúng ta sẽ có một cái khăn để các bạn vệ sinh tai nghe. Đấy là cái phần phụ kiện của nó. Thì bên trong của chiếc M9 này nó cũng vậy. Hộp của Sony hôm nay thì họ làm một cái hộp vuông và được bo tròn ở các góc. Phía trên này là một cái bề mặt kim loại nhám làm rất là xịn, và chúng ta có một cái lớp nhung ở phía bên trong. Rồi trở lại thì ở đây chúng ta sẽ có hai sợi dây. Các bạn thấy là đối với mỗi chiếc tai nghe thì chúng ta được trang bị hai sợi dây, và họ đặt ở trong cái phần như vậy. Đó. Ở bên trái đây thì chúng ta các bạn thấy là các bạn sẽ có một cái sợi dây là 3.5, còn đây là một sợi dây 4.4. Thì cả hai sợi dây này nó chỉ khác nhau cơ bản về cái phần jack này thôi, còn lại cái chất liệu của nó thì nó không khác nhau. Cái chất liệu ở đây thì mình sẽ cho các bạn xem thử ở cái phần này. Thì đây là cái phần chất liệu của cái dây tai nghe của chiếc M7 và M9. Thì về cái phần mà ôm vào vành tai của các bạn, nó được làm cao su và nó có một cái độ định hình rất là cao. Tức là sao? Nó sẽ giữ được cái form dáng của nó để khi mà các bạn đeo vào tai nó sẽ rất là thoải mái. Và ở phía ngoài này chúng ta sẽ có một cái lớp cao su rất là mềm. Đây là một cái cục định hình để nó giữ cố định lại cái phần khuôn tai này. Còn đối với cái chuẩn MMCX của con M7 và M9 này thì các bạn thấy là nó thiết kế rất là khác. Chất liệu của nó thì là đồng, và các bạn thấy ở đây là chúng ta có những cái khớp nối cảm giác nó rất là chắc chắn so với những cái sản phẩm khác. Ví dụ như những cái chiếc của Camfire thì khi mà các bạn đóng vào như vậy này, khi mà các bạn đóng như vậy thì các bạn phải ấn một cái lực khá là mạnh. Tuy nhiên là đối với Sony này thì chúng ta ấn rất là nhẹ nhàng thôi, nó đã vào rồi. Nhưng mà nó lại có được một cái phần ôm ở xung quanh jack, chính vì vậy và khi các bạn cắm vào nó lại giữ rất là chắc và nó không bị cái hiện tượng đó lung lay. Thì đó là cái phần jack của cái chiếc M7 cũng như là M9 này rất là hay. Còn lại thì đây phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái phần dây giống như là, nếu mà nhìn thoáng qua thì giống như là chúng ta có một cái phần được làm carbon vậy. Nhưng mà thực ra là cái độ họ làm cho nó rất là óng ánh và cái bện xoắn ở bên trong khiến cho chúng ta cảm giác nó rất là cao cấp. Và phía ngoài thì cũng được bọc cao su để chống oxy hóa. Còn lại chuyển sang phần phụ kiện thì các bạn sẽ có hai cái bộ tip. Đầu tiên là phía trên này thì chúng ta thấy ở đây các bạn sẽ có một cái tip, đó là Comfort Earbud. Thì đối với cái tip này mình rất là ấn tượng, bởi vì Sony họ đã làm một cái chất liệu rất là thích. Nó giống như là kiểu foam bột biển vậy, nhưng mà nó lại có một cái độ đàn hồi cũng như là cái độ bền rất là cao. Và đây các bạn thấy không, khi mà mình lấy cái tip này ra thì các bạn thấy là nó cái độ đàn hồi của nó cực kỳ tốt, nó tốt hơn cao su rất nhiều, nhưng mà nó lại mang được một cái cảm giác là gì, một cái tính chất của nó đó là rất là thoải mái. Đây các bạn thấy không, đây chính là cái phần tip của nó, giống như là bọt biển nhưng mà lại không là bọt biển, các bạn thấy không. Và mình đã thử nghiệm nhiều rồi nhưng mà cuối cùng thì cái độ bền của cái phần tip này cũng rất là ấn tượng. Còn lại cái bộ tip phía dưới này cũng chính là cái tip silicone bình thường thôi, và mình sẽ không giới thiệu đến cho các bạn cái phần tip này quá nhiều. Trở lại cái phần housing này thì để phân biệt giữa hai chiếc tai nghe này, cái phần dễ nhất mà các bạn có thể nhận ra giữa chiếc M7 và M9 đó chính là phần housing tai nghe. Đây chính là phần housing tai nghe của chiếc M7. Đối với phần housing thì M7 và M9 mình sẽ lấy mỗi chiếc lên một cái housing để cho các bạn thấy. Và hai chiếc tai nghe này nó được thiết kế housing tương tự nhau, và để mà có được cái thiết kế như vậy thì Sony họ đã phải dựa trên cái database của cái kiểu tai nghe người dùng trong rất là nhiều những cái thập kỷ mà họ đã thu thập được, để họ làm nên một cái phần housing làm sao mà nó mang lại một cái cảm giác đeo tốt nhất, cũng như là để nó cung cấp đến cho chúng ta một cái chất âm rất là tốt. Và các bạn thấy là về cái phần khung bao quanh này thì đối với chiếc M7, tức là phía tay phải mình đây, nó được làm từ phần nhựa bóng. Cũng nhờ đó thì cái chiếc M7 này nó nhẹ hơn nhưng mà nó lại không cao cấp được bằng so với chiếc M9. Cầm vào chiếc M9 này thì có một cảm giác nhám thích tay hơn. Về cái bề mặt faceplate thì các bạn thấy là đối với cái chiếc M7 này nó cũng sử dụng faceplate bằng nhựa thôi. Còn M9 các bạn thấy không, nó sử dụng chất liệu là carbon, nhìn vào cao cấp cực kỳ và cho một cái cảm giác cực kỳ là thích. Có một cái điều khác biệt ở đây ra chiếc tai nghe này nữa, đó là cái phần ống nozzle này thì của chiếc M9 nó lại được làm từ cái chất liệu đồng chất liệu với cái phần housing, đó là hợp kim manhê. Còn đối với chiếc M7 này thì nhìn có vẻ ấn tượng hơn, đó là nó được làm từ kim loại và mạ vàng rất là sang trọng. Còn ở đây thì chúng ta có một cái ống nozzle vừa phải, không quá lớn giống như là những chiếc ống nozzle đến từ Camfire.
và đây là logo Sony cùng với ký hiệu trái phải ở trong. Đối với cái thiết kế này, ngoài cái việc là mang lại cho chúng ta một cái cảm giác đeo thoải mái thì nó còn phục vụ cái việc là tái tạo một cái chất âm tốt hơn, và đó cũng chính là cái điểm khác biệt lớn giữa hai cái chiếc tai nghe này, đó là về phần chất âm và cái mục đích sử dụng hai chiếc tai nghe này là tương đối khác nhau. Âm thanh của chiếc M9 này thì nó có cái độ gì chững chạc và thoáng đãng hơn, nhưng mà nó vẫn có được cái độ tách lớp tốt để giúp cho những ai mà thích cái sự trong trẻo cũng như là chính xác của âm thanh. Còn về tổng thể nhìn chung thì cả hai chiếc tai nghe này đều mang lại một cái âm thanh cực kỳ là cân bằng, chi tiết và trong trẻo. Chỉ có một phần hơi khác, đó là đối với cái chiếc M7 này thì nó có vẻ là nó nịnh tai hơn một chút so với M9. Còn chiếc M9 này thì nó sẽ rất là phù hợp đối với những ai mà có cái nhu cầu đó là kiểm âm tai nghe. Những audiophile chuyên nghiệp họ thích một cái âm thanh rất là trung thực, và giới nghệ sĩ họ cần một chiếc tai nghe thật chuẩn để có thể kiểm âm cho các cái bài nhạc của mình. Còn nếu như các bạn đang hỏi rằng là với một cái chiếc tai nghe có một cái chất lượng cao như vậy thì cái cấu hình của nó sẽ như thế nào, mình chia sẻ luôn với các bạn, đó là về hai chiếc tai nghe này thì cấu hình của nó không có gì quá là đặc biệt, nó không có gì phải là kinh khủng ghê gớm lắm cả, mà nó chỉ sử dụng những driver BA rất là bình thường. Đây chính là chiếc M9, nó sử dụng 5 driver BA, trong đó thì nó sẽ có thêm một driver, đó là Super Twister của cái chiếc SZ1R, và Sony họ đã mang nguyên một cái driver Super Twister để vào con M9 này. Còn chiếc M7 này nó vẫn có 4 driver bình thường, trong đó là một driver woofer bass này, một full range phụ trách giải low mid, một full range phụ trách giải high mid và một cái Twister trap. Thì nó chỉ thiếu so với con M9 này, đó là cái driver Super Twister của con Z1R đã mang xuống mà thôi. Đối với cái driver Super Twister này thì nó sử dụng cái màng Dynafarm được làm từ chất liệu manhê có độ cứng cao, và cái phần voice coil của nó thì được làm từ gì? Đồng mạ bạc. Các bạn lưu ý là voice coil của nó được làm từ đồng mạ bạc cùng với cái connector mạ vàng, thì nó sẽ giúp cho cái chiếc M9 này có được một cái chất âm chi tiết này, rõ ràng cũng như là cái âm thanh mềm mại với một cái âm trường cực kỳ là thoáng đãng. Đó là những gì mà cái driver Super Twister nó mang lại. Còn lại thì đối với hai chiếc tai nghe này, chúng ta sẽ tùy vào cái mục đích sử dụng cũng như là cái phần giá tiền mà các bạn có thể lựa chọn một trong hai. Đối với mình thì mình thấy cái mức giá của chiếc M7 này nó rất là phù hợp đối với những cái người chơi mà họ đã biết về những cái chiếc tai nghe cao cấp, họ muốn có một cái cảm giác âm thanh mới lạ hơn cũng như là những cái trải nghiệm cao cấp hơn về những cái sản phẩm mới, đặc biệt là cái dòng sản phẩm của Sony. Thì đây là những cái phần cơ bản của hai chiếc tai nghe này mà mình muốn giới thiệu cho các bạn. Và thông tin cuối cùng đó là cái mức giá tham khảo của cái chiếc M7 này thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 15-16 triệu gì đó, còn cái chiếc M9 này thì nó sẽ đắt hơn tầm gần 10 triệu, đó là sẽ rơi vào tầm khoảng 25-28 triệu theo thông tin mình tham khảo. Thì cái mức giá của hai chiếc tai nghe này nó còn phụ thuộc khá nhiều vào cái thời điểm mà nó được bán chính thức, còn bây giờ thì đó chỉ là cái mức giá tham khảo dành cho các bạn mà thôi. Với mức giá là 18 triệu và 28 triệu tham khảo, thì các bạn nghĩ sao về hai chiếc tai nghe này, và các bạn có muốn khám phá thêm một cái chiếc tai nghe cao cấp nữa thuộc cái dòng signature của Sony, đó là cái chiếc Z1R hay không, thì các bạn hãy để lại ý kiến ở phía comment. Còn lại thì bây giờ những gì mà mình muốn giới thiệu cho các bạn thì cũng đã hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau, và bye bye.